Kinh Duy Ma Cật, Việt dịch Đoàn Trung Còn. Phẩm thứ nhất, Cõi Phật. Tôi nghe như thế này, một thuở nọ, Đức Phật ngự tại thành Tỳ Gia Ly, trong vườn cây Am La, với chúng đại tỳ kheo là 8.000 người, Bồ Tát là 32.000 vị mà ai ai cũng đều biết đến, đều đã thành tựu về đại trí và bổn hạnh, bài thần mà chư Phật đã gây dựng được. Trừ Bồ Tát ấy nương vào đó mà hộ vệ thành trì đạo pháp, các ngài thọ lãnh giữ gìn chánh pháp, có thể thuyết pháp hùng hồn như tiếng sư tử giống, danh tiếng các ngài bay khắp mười phương, chẳng đợi sự thỉnh cầu giúp đỡ mà các ngài tự mang sự an ổn đến cho mọi người, các ngài tiếp đối làm hưng thạnh tam bảo, khiến cho lưu truyền chẳng dứt, hàng phục ma oán chế ngự các ngoại đạo, các ngài đã trở nên thanh tịnh, lìa hẳn các phiền não che phủ quấn quýt, lòng hàng trụ yên nơi giải thoát vô ngại, niệm định tổng trì tài biện thuyết chẳng gián đoạn, các ngài có đầy đủ những đức bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định trí huệ và sức phương tiện, các ngài đạt tới mức tự thấy mình không chứng đắc chi cả, chẳng cần khởi lòng nhẫn nhịn đối với mọi sự mà biết tùy thuận căn cơ của chúng sinh để quay bánh xe pháp chẳng thối lui, các ngài biết rõ tướng trạng các pháp, hiểu được căn tánh chúng sinh, các ngài bao trùm khắp đại chúng đạt đến chỗ an ổn không sợ sệt. Các ngài tu tâm mình bằng công đức trí huệ, những tướng chánh quý và những tướng phụ tốt tô điểm thân thể làm cho dung sắc hình tượng các ngài đẹp đẽ bậc nhất. Các ngài chơi bỏ mọi món trang sức tốt đẹp của thế gian, danh tiếng của các ngài rất cao xa vượt khỏi núi Tu Di. Đức tin của các ngài sâu vững như kim cang, chánh pháp quý giá của các ngài soi sáng khắp nơi và tuôn xuống như mưa cam lộ. Tiếng nói của các ngài vi diệu đẹp nhất, các ngài thấu nhập sâu xa tới chỗ phát khởi của nhân duyên, chặt đứt các ý kiến tà vậy và ý kiến thiên lệch về hai bên, chẳng nghiêng về chấp có hoặc chấp không. Các ngài không còn những thói quen xấu, các ngài diễn giảng pháp giáo một cách hùng hồn không sợ sệt, dường như tiếng sư tử giống. Tiếng giảng thuyết của các ngài vang dội như sấm dậy, không thể đong lường, quá số đong lường. Những điều quý giá mà các ngài thâu góp được trong chánh pháp nhiều như châu báu mà một vị hải đạo sư tìm được ở biển cả. Các ngài thấu rõ nghĩa lý sâu xa huyền diệu của các pháp, các ngài biết dành chỗ đã qua và chỗ sẽ đến của chúng sinh, cùng mọi manh động trong tâm ý của họ. Các ngài cần gần tới mức huệ tự tại của Phật mà không ai sánh bằng. Huệ ấy bao gồm những đức như 10 trí lực, lòng chẳng sợ, 18 món công đức vừa trên hàng nhị thừa. Các ngài đã đóng kín hết các đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nhưng tự mình thị hiện sinh sống trong năm đường, cõi trời, cõi người, địa ngục ngạ quỷ và súc sinh, làm bậc đại y vương. Các ngài trị lành các thứ bệnh, tùy bệnh mà cho thuốc, các ngài khiến người ta được lành mạnh. Các ngài đều thành tựu vô lượng công đức, vô lượng cõi Phật, đều được các ngài làm cho trang nghiêm thanh tịnh. Những ai nghe biết đến các ngài thảy đều được lợi ích. Những việc mà các ngài làm đều mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Tất cả những công đức như vậy các ngài đều có đầy đủ. Danh hiệu của các ngài là Bồ Tát Đẳng Quan, Bồ Tát Bất Đẳng Quan, Bồ Tát Đẳng Bất Đẳng Quan, Bồ Tát Định Tự Tại Vương, Bồ Tát Pháp Tự Tại Vương, Bồ Tát Pháp Tướng, Bồ Tát Quang Tướng, Bồ Tát Quang Nghiêm, Bồ Tát Đại Nghiêm, Bồ Tát Bảo Tích, Bồ Tát Biện Tích, Bồ Tát Bảo Thủ, Bồ Tát Bảo Ấn Thủ, Bồ Tát Thường Cử Thủ, Bồ Tát Thường Hạ Thủ, Bồ Tát Thường Thảm, Bồ Tát Hỷ Căn, Bồ Tát Hỷ Vương, Bồ Tát Biện Âm, Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Chấp Bảo Cự, Bồ Tát Bảo Dũng, Bồ Tát Bảo Kiến, Bồ Tát Đế Võng, Bồ Tát Minh Võng, Bồ Tát Vô Duyên Quan, Bồ Tát Huệ Tích, Bồ Tát Bảo Thắng, Bồ Tát Thiên Vương, Bồ Tát Hoại Ma, Bồ Tát Địa Đức, Bồ Tát Tự Tại Vương, Bồ Tát Công Đức Tướng Nghiêm, Bồ Tát Sư Tử Hống, Bồ Tát Lôi Âm, Bồ Tát Sơn Tướng Tích Âm, Bồ Tát Hương Tượng, Bồ Tát Bạch Hương Tượng, Bồ Tát Thường Tinh Tấn, Bồ Tát Bất Hưu Tức, Bồ Tát Diệu Sinh, Bồ Tát Hoa Nghiêm, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đắc Đại Thế, Bồ Tát Phạm Võng, Bồ Tát Bảo Trượng, Bồ Tát Vô Thắng, Bồ Tát Nghiêm Độ, Bồ Tát Kim Kế, Bồ Tát Châu Kế, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Pháp Vương Tử, Văn Thủ Sư Lị. Những Bồ Tát như vậy là 32.000 vị. Lại có 10.000 Phạm Thiên Vương như Phạm Vương Thi Khí, từ các cõi tứ thiên hạ khác,
đến nơi Phật ngự để nghe pháp lại có 12.000 vị thiên đế, cũng từ các cõi tứ thiên hạ khác đến dự pháp hội, cũng có cả chư thiên oai đức lớn, Long thần Dạ Xoa, Cản Thát Bà, Atula, Ca Lô La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, thảy đều đến ngồi nơi pháp hội. Trừ Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di cũng về ngồi trong pháp hội. Lúc ấy Phật vì đại chúng vô lượng trăm ngàn người cung kính bao quanh mà thuyết pháp như núi Chúa Tu Di hiện rõ trên biển cả. Ngài ngồi yên trên tòa sư tử nghiêm sức bởi các báu, che mở tất cả đại chúng đến dự pháp hội. Lúc bấy giờ trong thành Tỳ Gia Ly có một chàng con nhà trưởng giả tên là Bảo Tích, cùng 500 chàng con nhà trưởng giả khác, thảy đều cầm những lọng bảy báu đến nơi Phật ngự, đầu vào mặt làm lễ sát chân Phật. Mỗi chàng đều đem lọng của mình mà cúng dường Phật. Oai thần của Phật khiến cho các lọng báu hiệp thành một cái lọng duy nhất, che trùm cả thế giới tam thiên đại thiên, trọn tướng rộng dài của thế giới này đều hiện đủ trong cái lọng ấy. Lại nữa, các núi Tu Di, Tuyết Sơn, Mục Chân Lân Đà, Ma Hạ Mục Chân Lân Đà, Hương Sơn, Hắc Sơn, Thiết Vi, Đại Thiết Vi, cùng với biển cả sông cái, sông con, rạch, suối, nguồn, cùng mặt trời, mặt trăng, các tinh tú, thiên cung, long cung, cung điện của các tôn thần thuộc thế giới tam thiên đại thiên này, thảy đều hiện ra trong lọng báu ấy. Lại nữa, chư Phật mười phương, chư Phật đang thuyết pháp cũng hiện ra trong lọng báu ấy. Lúc ấy tất cả đại chúng thấy sức thần của Phật đều khen là chưa từng có, cùng nhau chắp tay lễ Phật, chiêm ngưỡng vẻ mặt của Phật, mắt chẳng sao lãng. Chàng Bảo Tích con nhà trưởng giả liền đối trước Phật tụng kệ rằng: mắt trong dài rộng như sen xanh, lòng sạch qua khỏi các thiền định, tịnh nghiệp chứa lâu lường không xiết, dùng tịnh dắt chúng đáng đảnh lễ, đã thấy đại thánh dùng thần biến hiện vô lượng cõi khắp mười phương, chư Phật thuyết pháp các cõi ấy, ở đây ai nấy đều nghe thấy. Pháp lực pháp vương vượt quần sinh, thường đem của pháp thí tất cả, có tài phân biệt tướng các pháp, đối đệ nhất nghĩa chẳng động truyền. Đối với các pháp được tự tại, cho nên đảnh lễ pháp vương này, nói pháp chẳng có cũng chẳng không, các pháp do nhân duyên mà sinh, không ta không tạo không người thọ, nghiệp lành nghiệp dữ cũng chẳng mất, chương dẹp ma tại cội bồ đề, đắc diệt cam lộ thành giác đạo.